Trà Ngọc Hằng tiết lộ góc khuất làm mẹ đơn thân với nhiều sóng gió. Trà Ngọc Hằng được khán giả biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên. Sau này, cô nàng còn lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và kinh doanh. Với vẻ ngoài cá tính mạnh mẽ, ít ai biết được đằng sau đó, Trà Ngọc Hằng đã phải trải qua hành trình làm mẹ đơn thân đầy sóng gió. Chia sẻ trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 131, sau khi chia tay bạn trai 3 tháng, Trà Ngọc Hằng phát hiện mình có thai, nhưng đáp lại chỉ là hai tiếng lạnh lùng. Tùy Hằng, từ bạn trai, Trà Ngọc Hằng chia sẻ, lúc có thai mình lo lắng hơn là vui, vì toàn bộ số tiền tích góp đã để dành để đón gia đình lên thành phố sinh sống. Mình sang Mỹ định vừa học vừa làm nên không còn gì cả. Bởi áp lực đó, cô nàng từng có ít nhất 2 lần muốn bỏ thai. Trở về nước, được sự ủng hộ từ gia đình, mẹ bỉm như có thêm tự tin, nghị lực để sinh con. Nhìn vào hành trình sinh con, nuôi con suốt 4 năm qua, không khó để nhận ra cô đã cố gắng rất nhiều để bù đắp những thương tổn mà con gái phải chịu. Mặc dù những sai lầm đó chỉ mới dừng lại ở việc khởi lên ý nghĩ, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để một đứa trẻ bị tổn thương. Tuy nhiên, bằng sự ấm áp của mẹ, bé Sophia sẽ hiểu mẹ nhiều hơn, rằng những ý nghĩ đó là do mẹ chưa đủ tự tin, bản lĩnh, nhưng chính tình mẫu tử đã đánh thức tình mẹ bên trong để mẹ trở nên mạnh mẽ hơn, sẵn sàng bên cạnh con, chăm lo cho con để con có được cuộc sống đầy đủ, an lành nhất. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!